Xin kính chào quý các anh chị nhà đầu tư Chào mừng các anh chị đến với nội dung live stream ngày 14 tháng 1 năm 2024 của AZFIN Việt Nam gửi đến quý các anh chị thì uh, Nội dung hôm nay thì uh, Phục cùng AZFIN Việt Nam sẽ trao đổi một cách cũng khá là đơn giản về cái dự báo kết quả kinh doanh quý 4 năm 2023 ba. Uh, bên cạnh đó thì sẽ giải đáp kết quả kinh doanh của các cái doanh nghiệp năm 2023 rồi có thể là dự báo cái kết quả kinh doanh năm 2024. Thì uh, nội dung chi tiết của chúng ta sẽ vào từng phần. Đầu tiên thì uh, như trước đây đã có rất nhiều các cái buổi live stream và trao đổi đánh giá về kết quả kinh doanh quý 3 cũng như dự báo cho năm 2024. Thì uh, AZFIN Việt Nam cũng đã đưa ra những cái nhận định đó là đánh giá rằng năm 2023 trong cái quý 3 là một điểm uấn về kết quả kinh doanh tức là về cơ bản đây là một cái điểm chuyển từ âm sang dương quý 4 năm 2023 dự kiến sẽ là quý đầu tiên kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp từ âm chuyển sang dương từ âm chuyển sang riêng một cách rất là rõ ràng rất là rõ ràng à, tiếp theo là về cái cơ cấu lợi nhuận trong quý 3 năm 2023 anh chị có thể thấy ở đây ngành ngân hàng chiếm tới 46 phần trăm trong khi cả 9 tháng ngành ngân hàng chiếm khoảng 50 phần trăm tiếp theo ngành bất động sản chiếm 13 phần trăm thực phẩm mua đồ uống chấm 7 phần trăm hàng hóa dịch vụ công nghiệp 6 phần trăm tiện ích 4 phần trăm dầu khí 4 phần trăm xây dựng và vật liệu 2 phần trăm tài nguyên cơ bản 2 phần trăm dịch vụ tài chính ở đây chủ yếu là công ty chứng khoán Bên cạnh đó có một số công ty bảo hiểm là chiếm 2% và 10%. 10 ngành khác là chiếm 13%. Còn lại. Như vậy có thể thấy rằng để đánh giá được kết quả kinh doanh quý 4 năm 2023 của toàn bộ thị trường chứng khoán như thế nào. Việc quan trọng nhất đó là chúng ta dự báo kết quả kinh doanh của ngành ngân hàng, bất động sản, thực phẩm đồ uống, hàng và dịch vụ công nghiệp đó, thì khi đó chúng ta có độ chính xác rất cao đối với ngành ngân hàng thì trong quý 4 năm 2023 này thì AZFIN có dự báo rằng cái kết quả kinh doanh của họ sẽ tăng trưởng khá mạnh còn đối với ngành bất động sản thì tất cả ẩn số đó chính là Vinh Vinhome họ ghi nhận như thế nào tiếp theo một cái doanh nghiệp cũng rất đáng chú ý đó là ngành thép Hòa Phát quý 4 năm 2022 lợi nhuận của họ âm khoảng gần 2.000 tỷ thì quý 4 năm 2023 này ước tính có thể đạt từ 3 đến hơn 4.000 tỷ thì từ đó nó cũng thay đổi cái kết quả kinh doanh chung của thị trường chứng khoán các anh chị nha tiếp theo vậy thì cho dự báo lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2023 của thị trường chứng khoán Việt Nam thì AZFIN dự báo rằng kết quả sẽ có sự tăng khá mạnh nguyên nhân tăng mạnh đến từ đâu thứ nhất đó là quý 4 năm 2022. Kết quả kinh doanh giảm tới 32,2%, tạo một cái nền thấp của năm 2022. Do đó, kết quả kinh doanh quý 4 năm 2023 có một cái sự tăng trưởng mạnh, cũng là một điều hết sức bình thường. Thứ hai là kết quả kinh doanh của các cái doanh nghiệp về cơ bản là cải thiện mạnh nhờ vào kinh tế bớt khó và đang dần hồi phục. Và các anh chị lưu ý rằng À, nhiều người nói rằng thị trường chứng khoán là phong vũ biểu của nền kinh tế thì cũng đúng tuy nhiên ở trên một góc độ nào đó thị trường chứng khoán không đại diện cho toàn bộ các doanh nghiệp của nền kinh tế vì sao phục lại nêu cái câu chuyện như thế này bởi vì với cơ bản các anh chị biết được rằng các doanh nghiệp niêm yết ở trên thị trường chứng khoán đa phần là các doanh nghiệp rất lớn tất nhiên vẫn có những cái nhóm doanh nghiệp lừa đảo doanh nghiệp nhỏ ảo ở trên đó nhưng về cơ bản đa phần là những cái doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và những doanh nghiệp có vị thế cạnh tranh mạnh hơn. Bởi vậy cho nên có thể kết quả kinh doanh của toàn bộ các doanh nghiệp trong nền kinh tế yếu kém, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, lỗ, giảm lợi nhuận vân vân rất mạnh. Nhưng về cơ bản các doanh nghiệp trên sàn kết quả kinh doanh vẫn ổn hơn so với trung bình rất nhiều. Thì từ đó có thể thấy rằng lợi nhuận của thị trường chứng khoán đại diện cho các doanh nghiệp đầu ngành chứ không đại diện cho toàn bộ các doanh nghiệp của nền kinh tế. Và dĩ nhiên các doanh nghiệp đầu ngành thì thường có cái sức khỏe tốt hơn. Thường có được cái kết quả kinh doanh tích cực hơn và hồi phục sớm hơn so với các cái doanh nghiệp khác. Và và trong bao nhiêu năm qua chúng ta cũng có thể thấy lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm biết về cơ bản là tăng trưởng mạnh hơn khá nhiều so với lợi nhuận chung của nền kinh tế. Bởi vậy cho nên thị trường chứng khoán thường đi trước so với nền kinh tế là như vậy. Bởi có các doanh nghiệp đầu ngành hàng đầu đại diện cho nền kinh tế ở trên sàn chứng khoán. Vấn đề thứ ba, vấn đề thứ ba ở đây đó là ngành ngân hàng đóng góp 50% vào kết quả kinh doanh của thị trường chứng khoán thì có kết quả kinh doanh rất tích cực. Bởi vậy cho nên AZFIN Việt Nam dự báo rằng lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2023 có thể tăng 25 đến 35% so với cùng kỳ năm 2022. Tạo nên một quý đầu tiên có cái kết quả kinh doanh hồi phục và tăng trưởng mạnh trở lại từ quý 4 năm 2022 và từ đó tạo nền tảng cơ sở cho cái kết quả kinh doanh năm 2024 dự báo là tích cực hơn năm 2023. Và lợi nhuận sau thuế ở kịch bản cơ sở của thị trường chứng khoán năm 2024 có thể tăng tăng khoảng độ 15 đến 22% so với năm 2023. Đó là những đánh giá nhận định và dự báo của AZFIN Việt Nam về kết quả kinh doanh quý 4 năm 2023 và một phần đó là năm 2024. Tiếp theo, cái kết quả kinh doanh của ngành ngân hàng AZFIN Việt Nam đánh giá là khả quan. À, đầu tiên là ba ngân hàng có lợi nhuận cao nhất hệ thống đã lộ diện. Thứ nhất, Vietcombank đạt 41.000 tỷ đồng, hơn 41.000 tỷ đồng lợi nhuận tăng 10 10,2% so với 2022. Riêng quý 4 thì giảm nhẹ một chút khoảng 45% so với quý 4 năm 2022. BIDV thì đạt 27.400 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 19% so với 2022. Riêng quý 4 thì tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Ngân hàng có lợi nhuận lớn thứ ba hệ thống ở Việt Nam đó là MBB với 26.200 tỷ đồng lợi nhuận tăng 15% so với 2022. Riêng quý 4 thì tăng khoảng 35% so với cùng kỳ. Ngân hàng có kết quả kinh doanh có thể thứ tư hoặc thứ năm, đó là Vietinbank với lợi nhuận trước thuế khoảng hơn 22.000 tỷ, gần 23.000 tỷ. À, về cơ bản là cũng tăng nhẹ so với năm 2022. Riêng quý 4 thì giảm nhẹ. rồi Tiếp theo ngân hàng Techcombank dự kiến kết quả kinh doanh quý 4 năm 2023 có thể tăng trưởng khoảng độ hơn ba mươi so với quý bốn năm 2022 ngoài ra có một số ngân hàng khác dự báo có kết quả kinh doanh tích cực ví dụ như acb ví dụ như là liên việt sport bank đã ra ví dụ như là uh, hd bank ví dụ như là um, uh, VIB đã có kết quả kinh doanh cũng tương đối tích cực từ đó cái việc đóng góp của ngành ngân hàng vào với thị trường chung sẽ tăng lên và về cơ bản là sẽ có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2022 thì ở đây là thống kê của phim với cái kết quả kinh doanh quý 4 năm 2023 và cả năm 2023 do một số doanh nghiệp họ đưa ra ước tính ví dụ như ở đây Vietcombank chẳng hạn thì lợi nhuận sau thuế cả năm khoảng độ gần 33.000 tỷ tăng 10,2 nhưng quý 4 thì giảm 6,7 BIDV cả năm thì lợi nhuận sau thuế đạt 21.920 tỷ à, tăng 42,7% riêng riêng được quý 4 năm 2023 và cả năm đã tăng gần 19% ngân hàng Việt Tín Banh thì về cơ bản là quý 4 thì cũng giảm nhẹ 6,2 nhưng cả năm tăng 6,1 tiếp theo ngân hàng VIP thì quý 4 thì về cơ bản là có sự suy giảm do quý 4 là lại thời điểm gọi là nợ xấu cao nhất, mọi thứ xấu nhất đối với VIP và có thể cải thiện từ quý 1/2024. thì do đó kết quả quý 4 có thể giảm và cả năm thì họ vẫn tăng 2%. Hay là ngân hàng Sacombank, chúng ta có thể thấy kết quả kinh doanh quý 4 dự kiến đạt 2.140,3 tỷ, tăng 22% so với cùng kỳ và cả năm tăng 50,8%. Ngoài ra thì các cái công ty khác cũng đã công bố kết quả kinh doanh khá là đáng chú ý. Ví dụ như GVR của công ty cổ phần bật liên quan đến tập đoàn cao su Việt Nam ấy bất động sản công nghiệp tài chính thì quý 4 thì kết quả kinh doanh về cơ bản là giảm khoảng 4 phần trăm về cả năm giảm 33,1 phần trăm tiếp theo PVS của dầu khí thì ước quý 4 thì giảm 16,4 phần trăm cả năm tăng 12,7 phần trăm rồi giảm mạnh nhất đó là oi tức là tổng công ty dầu Việt Nam đấy chuyên là bán xăng với cái thị phần khoảng hơn 20 phần trăm thị phần thì quý 4 năm 2023 dự kiến sẽ âm lỗ nguyên nhân chủ yếu là giá xăng trong quý 4 năm 2023 giảm rất mạnh thì cái hàng tồn kho trước đó cao từ đó khiến cho cái kết quả kinh doanh của họ âm khá là lớn tiếp theo có các cái doanh nghiệp khác cũng đưa ra ước tính công bố như tổng công ty dệt may kết quả kinh doanh là quý 4 thì có sự tăng nhưng mà về cơ bản cả năm thì giảm rất mạnh NT2 thì cũng tăng rồi tiếp theo PGS thì về cơ bản giảm nhẹ. Đó là những cái doanh nghiệp mà phục muốn gửi đến các anh chị qua những cái ước tính như vậy. Và từ đây có thể thấy rằng về cơ bản là bức tranh lợi nhuận của các doanh nghiệp trong quý 4 năm 2023 có một sự phân hóa mạnh mẽ. Bởi vậy, cho nên cho nên bởi vậy cho nên rõ ràng chúng ta cần phải vừa nhìn nhận tổng quan chung về kết quả kinh doanh của thị trường chứng khoán vừa lựa chọn một cổ phiếu một nhóm cổ phiếu nào đó phù hợp và có cái hiệu quả tốt hơn bởi lẽ thì phim cũng đánh giá cái việc lựa chọn tốt hơn so với việc dự báo thị trường chứng khoán và các doanh nghiệp sẽ phân hóa rất mạnh thời gian vừa qua anh chị có thể thấy ví dụ như MBB đưa ra kết quả kinh doanh rất tích cực với tăng trưởng tín dụng 28,8% lợi nhuận thuộc cổ đông đâu đó tăng khoảng 20%. Từ đó đã khiến giá cổ phiếu đó tăng mạnh thuộc dạng tóc đầu trong các cổ phiếu ngân hàng. Đúng không? không liên quan gì đến nặng mông hay không gì ở đây cả. Mà là có kết quả kinh doanh tích cực thì sẽ có hiệu quả tích cực. Tương tự như thế thì các cái doanh nghiệp khác cũng có được sự tích cực khi kết quả kinh doanh công dự báo công bố tốt đó là ACB đó là Techcombank vân vân thì đấy là những cái trao đổi của phim Việt Nam đến với các anh chị về cái dự báo sơ qua một chút thôi về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp đến nữa thì phim Việt Nam sẽ có một cái chương trình đó là tổng hợp và cập nhật đánh giá kết quả kinh doanh quý 4 năm 2023 từ đó đưa ra những cái định hướng dự báo trong đầu tư đến với các anh chị đặc biệt là các anh chị báo cáo chiến lược cũng như một số các anh chị tham gia riêng bên ngoài.